Thì hơn chỉ đến một ngày uống miếng rượu, ăn miếng trầu để mừng hạnh phúc cho con và được đến duyên nghĩa vợ chồng. Đó là một niềm hạnh phúc lớn lao nhất trong cuộc đời cha và mẹ. Thì giờ đây hai con của chúng ta sẽ báo hiếu cùng cha và mẹ những ly rượu để tạ lòng cảm ơn cha và mẹ đã tạo cho con đến ngày hôm nay. Và không có gì hơn thì chúng ta hãy chúc phúc và một tràng vỗ tay nữa đi ạ. 1, 2, 3. Gì vậy? Cầm rượu vô coi. Học hỏi MC. Cha và mẹ, hai ông bà này xíu xuống, hai bà này dâng lên để ta chụp hình. Mời cha và mẹ. Từ từ để người ta quay phim chụp hình. MC đâu muốn đâu. Mà cứ dính hoài à. Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ. Mấy trời lầm lộng không phụ kính. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Hai sư gia của chúng ta chào nhau và được kết chặt tình thông gia kể từ ngày hôm nay. Và giờ đây thì xin ta lại nhận cái ly tình ly nghĩa cho cô dâu chú rể của chúng ta. Vâng ly lại. Và xin hai ông bà, họ nhà trai cùng họ nhà gái của chúng ta hãy bước về bên dưới để chúng ta phục vụ quan khách. Và giờ đây thì chúng ta hãy hướng về bên trên và cùng chúc mừng cho cô dâu của chú rể chúng ta uống rượu nha môi và một đàn vỗ tay thật là nồng nhiệt và thật là kêu đi ạ. 1. Trời ơi, uống rượu mà làm như ai đánh nó vậy, ngồi xa dữ vậy. Gần chút coi. 1, 2. Và chúng ta hãy chúc phúc cho cô dâu chú rể chúng ta một đàn vỗ tay thật nồng nhiệt trong năm hạnh phúc đi ạ. Thường nói sao à, cha mẹ thương con thì hôn ở trán, bạn bè thì thương nhau hôn ở đâu à, bạn bè thương nhau thì hôn ở má, còn đôi biên ương này thương nhau thì hôn ở đâu à, chúng ta có muốn biết không ạ? Tất cả chúng ta đây có muốn biết đôi biên ương này thương nhau hôn ở đâu không ạ? Chúng ta muốn biết, hãy cho một tràng vỗ tay, xin mời cô dâu và chú rể của chúng ta hãy làm đi ạ, để tất cả anh em chúng ta được biết tỏ tình như thế nào à, và khi hai người về bên nhau mà thân mật đến cỡ nào à. Nhất là MC muốn biết á. Làm đi. Khoan. Không đúng.
chúc mừng trăm năm hạnh phúc. Quay đi miên hương này ta làm như thế nào ạ? À? 1 3 mới được hôn nha. 2 mà hôn là anh xin cản á. 2 không có sướng gì trơn vậy, con sát cái coi. 2 rưỡi không có thân gì trơn, làm lại. Rồi, điểm 3 là quốc nha. Trời ơi, nó này nó quay hoài. Mắc cỡ, rồi tôi cứ lễ mắc cỡ kìa. Thôi điểm lại đi. 1 Trời ơi, luôn. 2 3 Chúng ta hãy cho một đặt bỏ tay để chúc mừng trăm năm hạnh phúc nha. Vâng, và giờ đây thì để nghi thức của chúng tôi cũng xin được phép khép lại. Xin mời cô dâu và chú rể của chúng ta hãy bước về phía dưới đi ạ. Không có cái dao nó gì cả.